Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, đại diện Lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch cho biết, hợp tác giữa Đan Mạch và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và khí hậu đã diễn ra từ rất nhiều năm. Cụ thể là từ năm 2013, chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch được thành lập. Cho đến nay chương trình đã được những kết quả tốt đẹp và đem lại nhiều lợi ích cho cả hai quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết, trên cơ sở ước tính lượng phát thải từ ngành công nghiệp và năng lượng chiếm tới 73% Bộ đang khẩn trương triển khai một số hoạt động cụ thể, trong đó trọng tâm là giả soát hoàn thiện quy hoạch điện 8, chú trọng chương trình phát triển nguồn điện như đánh giá lại tính khả thi các nguồn nhiệt điện để tiếp tục giảm điện than, phát triển hợp lý điện khí, nhất là điện khí LNG để đảm bảo an ninh năng lượng và tăng khả năng hấp thụ nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo quy mô lớn, phát triển mạnh mẽ nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời, điện gió và điện gió ngoài khơi bố trí nguồn điện đảm bảo cân đối vùng miền tránh truyền tải xa, đảm bảo dự phòng từng miền ở mức độ hợp lý, đặc biệt ở khu vực miền Bắc. Đối với điện gió ngoài khơi, Bộ trưởng nhận định phát triển điện gió ngoài khơi có ý nghĩa lớn vì có thể kết hợp được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội, an ninh năng lượng, công nghiệp hóa với phát thải carbon thấp, hướng đến mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050 bộ trưởng mong muốn tập đoàn điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới orsted sẽ đưa ra những chia sẻ để cùng việt nam thực hiện những dự án chuyển đổi năng lượng có hiệu quả phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội